Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Vẫn cảm ơn các đồng chí đã đăng ký kênh YouTube của mình nha, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Đấy, để tránh mua phải hàng nhái, hàng chỉ có tính chất minh họa nha, hàng zin ở lời nói, để tránh cái trường hợp đó thì các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479 để gặp lão nông chi điền Khang Audio 18 Bình Dương để sở hữu cho mình những cái sản phẩm nó còn zin thật chứ không phải zin ở lời nói nha. Hân hạnh được phục vụ. Bây giờ là 23 giờ 20 phút. Thì thưa với lại các đồng chí, báo cáo để các đồng chí được vui cái bụng. Vừa cách đây khoảng tầm 15 phút có một người anh em ở Thái Nguyên. Thái Nguyên này. Đấy. Amri Fujima. Thế nhưng mà cái chiếc này bây giờ chỉ thay trước đẩy công suất thôi, tức là còn biến áp nguồn nha, còn biến áp nguồn thì còn hai cái mạch công suất thì vì nguồn, tức là nó thay cái con đẩy. Đấy, mình cung cấp với một mức thóc là 480.000 đồng nha. 480.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Thì vừa rồi đã có một người anh em ở Thái Nguyên đã Trần Văn Chốt, và ngày này cũng chốt thật, tức là đồng nghĩa với việc ngài chuyển thóc ngay, ngài đã chuyển cho mình 480.000 đồng. Ngày mai thì mình sẽ gửi hàng cho ngài. Ngài ở địa chỉ coi như thế là thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Còn bây giờ thì xin thưa với lại các đồng chí, đây là chiếc đài của một người anh em ở đất cảng, ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, đó là thành phố Hải Phòng. Đây là chiếc đài Sony có model là CFS 777SC. Đấy. Thì chiếc đài này người anh em gửi cho lão nông chi điền cũng một cơ số thời gian rồi nhá. Mình cũng không đếm thời gian trên ngón tay mà cũng không đếm thời gian trên ngón chân, nên là cũng không biết là cụ thể là bao nhiêu ngày rồi nhá. Đấy. Thế nhưng mà những ai mà có nhu cầu mà nhà coi như thế là mình điều trị đài cho ấy, thì mình cũng nói rõ trước rồi là phải mất rất chi là nhiều thời gian. Đấy, vì mình vừa bán đài nha, mình vừa bán của mình mà mình vừa coi như là sửa chữa. Đấy, thế nên là không thể coi như là ví dụ đang sửa mà người ta gọi đến lại bảo không, ô giờ tôi đang sửa tôi không bán đâu, đúng không ạ? Đấy, thế nên là chỉ có những cái thượng đế nào mà chấp nhận được thì mình sẽ coi như thế là mang sức khuyển sức mã ra để phục vụ nha. Thì đương nhiên rồi, những chiếc đài của các đồng chí cho dù nó là bị cái gì, đấy là việc của nó. Thế nhưng khi đến với mình nhá, cái khả năng nó rên rỉ lên là rất chi là cao. Đấy, khả năng nó rên rỉ lên rất chi là cao. Còn tuy nhiên, nó có rên rỉ được toàn phần hay không, tức là chạy tốt tất cả các chức năng hay không, thì nó còn tùy thuộc vào cái đài đấy nhá. Cái đài nó mà đài quý hiếm chẳng hạn. Đấy, thì đây này, ví dụ như cái thằng cu này này. Thằng cu này vẫn nằm ở đây, 9696 này nhá. Đấy, sáp GF9696. Mình cũng có một con sáp GF9696 mình phá ra, nhưng mà cái linh kiện của mình nó cũng lại hỏng. Đấy. Thì nó tùy thuộc vào linh kiện, nó tùy thuộc vào cái đài đấy, còn những cái đài phổ thông thì nó dễ hơn. Đấy. Chiếc đài này thì người anh em gửi cho mình chỉ có cái cục máy thôi, nhưng còn hai cái loa thì đương nhiên là không phải gửi làm gì cả, vì loa nó vẫn còn nói tốt thì gửi nó chỉ tốn tiền vận chuyển, đúng không ạ? Tiết kiệm là quốc sách này. Đấy. Thì theo người anh em chia sẻ ấy, nha, theo người anh em chia sẻ thì mình vừa rồi mình cắm điện thì mình vẫn thấy nó hoạt động hết nhá. Ở hai cửa băng cassette vẫn hoạt động hết, thì người anh em bảo coi như thế là xem mà dây cura bánh tì là thay mới là điểm nhất, điểm thứ hai là cân chỉnh lại cho tiếng nó chuẩn theo đôi tai trâu tai bò của lão nông chi điền nhá. Đấy, thế còn về phần radio thì vừa rồi FM nó vẫn nổi lên đèn stereo, equalizer vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên lại nói còn bịt nhá. Đấy, thế mà người anh em bảo đài này sửa cũng một số lần này, nó về nó chỉ được khoảng tầm vài tháng nhá. Vài tháng là nó lại trần văn tịt một kênh, còn một kênh thì vẫn được, còn một kênh thì nó trần văn tịt. Đấy, thì không biết là đến lượt lão nông chi điền kê đơn bốc thuốc thì không biết thế nào. Thế nhưng mà những cái bài thuốc của lang băm ấy, của lão nông chi điền là những cái bài thuốc của hoa đà để lại đấy nhá, đừng có đùa với những cái bài thuốc của lão nông. Đấy. Đấy. Bây giờ mà các đồng chí cũng như người anh em ở thành phố Hoa Phượng Đỏ xem bên trong chiếc đài của mình nó ra làm sao, thực hư nó như thế nào, nó có được sạch sẽ, nó có được bóng mượt như ở bên ngoài này không nha.
mình rút cái dây nguồn này ra. Phải rút điện, ta vẫn đang cắm điện. Đấy. Rút cái dây nguồn này ra để quay cho nó dễ. Đấy. Đây. Đây này thì không có thời gian để tắm nước nha, tại vì nếu mà tắm nước thì người anh em cách đây một số hôm thì mình cũng thấy người anh em vào bình luận trên kênh YouTube của mình coi như là thúc giục mình làm, nên là mình không dám tắm nước. Đấy. Chiếc đài này chỉ có coi như là tắm cạn này nha, là dùng bình hơi nha, bình hơi thổi vào thôi, rồi chổi lông quét thôi, thế nên là nó không được sạch đẹp cho lắm nha. Này sơ bộ nha, sơ bộ theo đôi mắt của lão nông nhìn thì tụ xoay này là tụ xoay zin. Đấy. Thì cái đài này thì thiết kế phần radio chạy độc nhất vô nhị, có một con IC và nó rất chi là nét. Đài này thì nét rồi nha. Đây. Đây này, chân ốc gãy này, đây, chân ốc gãy này. Không tháo ra thì làm sao mà biết được đây này. Chân ốc két rồi. Đấy. Đấy nhá. Không tháo ra thì không thể biết được, chân bên đây thì còn. Chân bên đây thì còn. Chân bên đây thì gãy hẳn luôn. Đây. Gãy tịt ở bên trong luôn. Nhá. Đấy, chân bên đây thì gãy tịt ở bên trong luôn. Tiếp theo đến cái chân này. Chân ốc này thì còn. Chân ốc này thì còn. À, chân ốc bên đây gãy tịt ở bên trong luôn. Đây là nguyên bản mà mình vừa tháo ra đấy nha. Đấy, chân bên đây thì gãy tịt ở bên trong luôn. Những chiếc đài chỉ có tháo ra mới biết được bên trong nó như thế nào nha. Đây này. Đây là IC công suất. Cái thằng cu này nó chạy con LA44620, nó cũng chẳng khác gì con 710 nha. Đấy. Toàn bộ phê vỉ của nó này. Bây giờ xuống đến mặt dưới để xem nhé. Lộn cầu vòng nước trong nước chảy nhà có cô 17. Đây này, đấy, phần IC công suất thì chắc là bị được thay nhiều lần nên là vết hàn vẫn còn đây này. Nha. Được thay thôi chứ còn thay bao lần thì chịu chả biết được. Đấy, nhưng mà thợ tay con IC này cũng là thợ gọi là cao tay đấy, nhìn cái mối hàn cũng rất chi là gọn. Mối này thì chưa đạt 7G. Nhà chưa đạt 6G. Đấy, nhưng mà mỗi này chắc cũng phải gì nhiều G nha. Đấy, thợ đất cảng cơ mà đây. Đấy. Thì thợ ở đâu cũng thế thôi nha. Thì đương nhiên là đã là thợ là coi như là cao siêu rồi. Nhưng mình thì không phải là thợ, mình chỉ là nông dân tá điền này. Đấy. Thế nhưng mà có niềm đam mê radio cassette là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là tuổi thơ của mình. Mình 7X nha. Tuổi thơ của mình là mình cũng chơi cái đài này. Đấy, không được sở hữu cái đài này. Đấy, em vừa coi như là nhớ lại tuổi thơ, vừa đam mê radio cassette, vừa coi như thế là lĩnh hội được một số bài thuốc của Hoa Đà, thế nên là mới là vọc vạch để kiếm cái bánh mì để nhai cho nó sái, quay hà quay hàm nhá, kiếm bơ gạo xấu để cho nó đầy cái diều. Chứ còn những người thợ người ta thì người ta sửa kiểu khác, mình là nông dân nhá. Đây hai dây này. Cái dây này mình chả biết là cái dây gì. Cái dây dây này là dây điện nha. Dây này là dây điện là chắc chắn rồi. Thế mà đấy, câu từ chỗ nọ cọ sang chỗ kia, đúng không ạ? Ta mà xem ở bên trên ta không thể biết được. Ta xem ở bên trên ta không thể biết được là cái đài đấy hay cả cái thiết bị điện tử ấy đã sửa chữa gì chưa. Chỉ có xem ở dưới này mới biết được đây. Người thật việc thật nha. Đấy. Thế mà về bản chất vấn đề thì phên vỉ bao giờ với linh kiện nó cắm từ trên xuống dưới. Thế mà sửa là cứ nhìn ở bên dưới là biết ngay nha. Đào bới xơi lộn là biết ngay. Đây dây nữa này. Đây cái dây này không biết là cái dây gì nữa này. Đã phải mất một cơ số thời gian chạy lên khuếch đại đầu từ này. Đấy cái thằng cu này mình biết tổng thôi nhà. Cái bo này là bo khuếch đại đầu từ, còn đâu là cái khu vực, đâu là radio thì đâu là trung tần cao tần là mình biết. Đấy, thế nhưng mà việc đi sâu vào nó thì mình không biết này, khổ thế. Đâu là khoanh vùng, đâu là khối nguồn, đâu là khối công suất thì mình biết nhỉ. Đâu đây là cơ, đây là motor thì biết, thế nhưng mà đi sâu vào trong motor thì chả biết trong motor nó có cái gì nhỉ. Đấy khổ thế. Đấy, thôi nhưng mà thôi, biết lắm thì khổ lắm nhỉ, biết nhiều thì khổ nhiều, cái miễn làm sao mà cứ làm cho nó rên lên được là được. Các bạn, các đồng chí. Đấy, thế mà thời gian nó rên lên này. Đây đây, chân ốc này, chân ốc vá này. Đây, chân ốc lại còn làm cái ống nhựa táp vào đây này. Đây, chân này,
Đấy, ống nhựa vàng vàng này. Đấy, cũng hay phết, cái kiểu này cũng hay phết nha. Mình thì chưa bao giờ làm như thế này cả, nhưng hôm nay mình nhìn thấy mình cảm thấy hay nha. Đây cơ này. Đấy, cái này thì dây cua nó đi vòng nhá, vòng vàng vèo này. Đấy. Thì về cơ bản thì có một số chỗ thôi. Đây này. Đấy, chỗ này sửa rồi này, vẫn còn vết nhựa thông này. Không biết là sửa cái gì nữa nhá. Đấy. Đấy, chỗ này là sửa rồi này. Đấy. Thế nhưng mà chưa 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 dây rút cũng buộc, thế nhưng mà chưa theo cái sự nhìn nhận của nông dân như mình thì cũng chưa được chỉn chu cho lắm. Đây này, cái dây này là cái dây điện vào cái công tắc này này, bao giờ cũng vậy. Mình buộc cái dây này vào ngay vậy lệ cái bộ cơ này, để tránh trường hợp bây giờ mình chỉ lay đi lay lại vài phát cái này đứt ngay này, này. Đấy, những cái chiếc đài mà đã qua tay mình thì bao giờ mình cũng buộc nó vào đây, xong cái chỗ này mình còn đổ thêm keo vào nha. Bây giờ mình cứ lay đi lại lại là đứt này, chỗ này một phát này, này. Chỗ này là phát thứ hai này, này. Này cái này, này. Mà cái thằng cu này nó có điện đấy nhá, cái thằng cu có điện 12V, cái thằng cu này nó mà cọ vào cơ một phát là vớ vẩn, ổn áp, nên cái thằng cu ổn áp vào bên trên này là vớ vẩn đi ngay đấy nha. Đây. Đấy. Thế nhưng mà thôi, mỗi người có một sự nhìn nhận, người ta nhìn nhận làm như thế này người ta nghĩ là nó ổn định rồi nhá. Mình thì mình làm kiểu khác, mình làm kiểu gọi nông dân ăn chắc mặc bền, bao giờ vậy mình cũng phải buộc vào đây định vị đây, nó không di chuyển đâu được nhá. Mỗi người làm một kiểu, không ai giống ai cả nhá. Kiểu này vẫn cứ là kiểu hay nhá, nhưng mà với mình thì nó chưa được hay lắm thôi đấy. Thôi, đã mời các đồng chí soi nội thất cục máy của đài Sony CFS 777SC và người anh em ở thành phố Hoa Phượng Đỏ gửi cho mình nhá, để mình kê đơn bốc thuốc điều trị cái ban bệnh này. Ban bệnh là nó chỉ nói có một loa này, nó nói có một bên này nhá, mà người anh em chia sẻ rồi đi sửa sửa mấy lần đấy, đấy. Nó chỉ được vài tháng nhá, nó chỉ được vài tháng xong rồi nó lại anh Trần Văn Tịt mất một bên nhá. Còn bên trái hay bên phải thì người anh em cũng không chia sẻ, và nãy mình test thì mình cũng không nhớ là bên trái bên phải nữa. Thế nhưng mà nó là bên nào đấy là việc của nó nhá, chắc chắn là một điều ấy. Ngày mai thậm chí đến sang ngày kia nữa là nó phải nói cả hai bên, đó là một điều chắc chắn nhá. Ôi, xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.